anh đang rất buồn, mong tìm người yêu ở trên Facebook. Hỡi cô em dễ thương, anh đang thật tình, mong được làm quen chuyện trò với em. Rồi lòng thành tâm ông trời cũng thương mình, kết bạn được ngay một cô xinh xắn. Hot girl kia ở đâu cho anh biết tên và được hẹn hò với em. Con tim anh giờ đang thích em. Nơi góc quan quen trà chanh anh hẹn em lần đầu tiên. Phút giây anh đợi em với bao suy nghĩ trong đầu. Không biết người ấy có dễ thương thật không, giống như trong lòng mà anh luôn nhớ mong. Trước mặt anh là một người không hề quen. Em nói em là người ấy nhưng sao không giống trong hình. Nhưng tôi thầm nghĩ có lẽ do ông trời ban, biết đâu người này sẽ tốt với tôi, sẽ khiến cho tôi được. Rất buồn, mong tìm người yêu ở trên Facebook. Hỡi cô em dễ thương, anh đang thật tình, mong được làm quen chuyện trò với em. Rồi lòng thành tâm ông trời cũng thương mình, kết bạn được ngay một cô xinh xắn. Hot girl kia ở đâu cho anh biết tên và đưa hẹn hò với tim anh giờ đang thích em. Nơi góc quán quen trà trắng anh hẹn em lần đầu tiên. Phút giây anh đợi em với bao suy nghĩ trong đầu. Không biết người ấy có dễ thương thật không, giống như trong lòng mà anh luôn nhớ mong. Nhưng cớ sao trước mặt anh là một người không hề quen. Em nói em là người ấy nhưng sao không giống trong hình. Nhưng tôi thầm nghĩ có lẽ do ông trời ban, biết đâu người này sẽ tốt với tôi, sẽ khiến cho tôi được vui. Anh chẳng suy nghĩ làm chi em đâu đóng gạt anh. Facebook kia chính là em nhưng cách này đã ba năm. Giờ em đã lớn dễ thương hơn ngày xưa, anh nhìn mà không thấy sao. Nhưng cớ sao trước mặt anh là một người không hề quen. Em nói em là người ấy nhưng sao không giống trong hình. Nhưng tôi thầm nghĩ có lẽ do ông trời ban, biết đâu người này sẽ tốt với tôi, sẽ khiến cho tôi được vui.